Ông Chavez nỗ lực vận động bầu cử, tin từ Caracas. Tại cuộc tập trung vận động ở thành phố Barquisimeto, Tổng thống Hugo Chavez đã hô hào, nhảy múa, kêu gọi người ủng hộ đi bỏ phiếu. Hàng chục ngàn người đã đi đón người lãnh đạo ăn mặc hoa hòe tới cuộc tập trung trên một chiếc xe truck. Khi nhận sự hoan hô của những người ủng hộ, ông Chavez nói rằng mọi người phải đi bỏ phiếu để thứ nhất bảo đảm thắng cử và thứ nhì cô lập chương trình phá hoại của thành phần cực hữu. Trước đó, trước tình Tổng thống Juan Manuel Santos của Colombia bị bệnh ung thư, ông Chavez nói rằng châu Mỹ Latin cần một nhà lãnh đạo như Tổng thống Santos. Ông Chavez đã mạnh mẽ đi vận động tranh cử trong các ngày gần đây, mặc dù vừa mới bình phục sau 3 lần giải phẫu ung thư. Hai cuộc thăm dò mới nhất cho thấy ông Chavez vẫn còn dẫn đầu, nhưng ứng cử viên Enrique Capriles đang được nhanh chóng gia tăng sự ủng hộ và gần bắt kịp ông Chavez.